Wow, xin chào các bạn. Hôm nay kênh của Chí sẽ quay cho các bạn xem một cái mẫu gà nước giả nha các bạn. Giả của Malai các bạn ha. Gà này bằng cao su non nha các bạn. Đó, nó mềm dẻo các bạn ha. Giờ Chí sẽ giới thiệu sơ qua về cái con gà nước giả này cho các bạn nào mà đang có ý định muốn mua hoặc là tham khảo nó thì các bạn xem video này nha. Chí có mấy cái mẫu ở đây. Đầu tiên Chí nói về cái chất liệu của con gà này nha các bạn. Thì nó là bằng cao su non các bạn ha. Nó rất là mềm mại luôn các bạn nhìn này. Đó. Cánh của nó cũng mềm mại. Chí bóp này, đó các bạn thấy không, nó lún rồi thì con ngòi nó mổ vào đây này. Mổ vào đây. Đây. Dưới này thì cái lắp bằng cỏ các bạn nha. Và đặc biệt một cái nữa Chí thích nhất cái hàng này là các bạn biết cái gì không? Là cái là nó không có tác dụng với nước. À, có nghĩa là trời mưa các bạn cũng có thể đi bẫy nó được. Thậm chí các bạn ngâm vào trong nước chẳng sao cả, tại vì nó đâu có thấm nước đâu. Hả? À, ha. Nhưng mà gà nước đó thì các bạn biết rồi, các bạn đi bẫy hầu như trời mưa mưa râm râm rồi đó, hoặc bẫy ngoài nước, cho nên là cái này nó vô cùng tiện lợi luôn. Thì những cái clip trước á, Chí bẫy á, các bạn có thể tham khảo ha, như Chí bẫy bằng lồng nữa các bạn. Còn nếu như mà các bạn ở các tỉnh miền Tây á thì các bạn chơi bằng giò. Giò thì nó lại còn bẫy con này còn nhạy hơn nữa. Chí bẫy bằng lồng mà đã vào đá cỡ đáy rồi thì các bạn bẫy bằng giò thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều nha. Nếu mà các bạn không chơi thì các bạn có thể để trên nhà các bạn trang trí như thế này, riêng như thế này cũng cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Nói thì các bạn sợ các bạn không tin, chứ bây giờ Chí sẽ thử cái độ bền cho các bạn coi nha. Chí lấy cái đồ cái gõ rồi các bạn xem này, chứ xem trên màn hình cái này các bạn không biết nó thế nào đâu. Để ra Chí lấy cái búa. Đây rồi. Là cái búa các bạn nha. Bây giờ để những viên gõ các bạn xem nha. Gõ các bạn coi cái độ ấy của nó có thế nào ha. Nó thế này các bạn ha. Đó. Cục cái cánh này đi gõ các bạn xem nha. Này, cao su các bạn ha. Để ở đây gõ đây ha. Đó các bạn. À, các bạn. Gà thì nó có nhiều mẫu các bạn, gà ố vàng ha, gà đen ha. Thì nếu như mà các bạn ở các tỉnh như là miền Trung này, Tây Nguyên này và miền Tây này, miền Nam này, Nam Bộ các bạn, thì cái con gà nó sẽ khác nhau. Nếu mà các bạn chơi chuyên gà các bạn sẽ biết là không con gà nào giống con gà nào đâu. Kêu âm cũng khác nha bạn, nó âm thổ, âm đồng nhiều giò loại lắm ha. Và cái màu lông nó cũng khác nhau. Còn như mình ở đây, mình đang ở Tây Nguyên thì hầu như là gà đủ loại. Gà sắm đen này cũng có này các bạn. Đây như bây giờ mình nè, chuẩn bị là mình đang đóng gói cho một cái ông anh ở đâu nha. Này ở Cà Mau hả? Cà Mau hay đâu? Rồi để đi xem. Quốc giả gà nước. Dạ đây, anh này các bạn. Anh này anh ở ấp Rập Bầu, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Ha, anh Lâm, anh đặt một con quốc giả và một con gà nước giả. Thì con này mình tư vấn cho anh là chọn một cái con này, cho nên mình bỏ riêng cái con này ra các bạn. Và khi đóng cho các bạn thì mình sẽ bỏ như thế này, mình kẹp lại để mình đóng gói cái hộp cho nó gọn á. Khi về thì anh chỉ việc là mở này ra thôi ha. Anh Lâm ở Cà Mau mà có xem cái video này thì nhớ like cho em cái nha. Con gà của anh quá. Mình quay luôn đây các bạn nhìn nhìn này đó, khi về chỉ sẽ cột này, nhưng mà về các bạn chỉ bằng banh này là thôi hả, banh cái này đây coi là con gà nó bình thường lại thôi các bạn này. Đó, đây, đó. Các bạn nha. À, còn cái này là con gà mái các bạn, gà mái này, con mái này cũng vô cùng hiệu quả nha các bạn. Nếu mà các bạn chơi thì biết đánh thì chọn con gà mái này cũng cực kỳ hiệu quả. Và cái mùa mà bắt đầu nó vừa ấp xong các bạn, nó dẫn con đi rồi mà các bạn đem con gà mái vô là nó sẽ nghe tiếng nó về, gặp gà mái là nó phi lên nó đặt mái con này liền. À, nó đặt mái rồi rất là nhanh luôn. Con gà trống này ví dụ như nó nhảy 10 thôi, như con này có khi nhảy 10 tới nhảy 11 các bạn nha. Nếu mà các bạn biết cách chọn con gà này chơi ha.